Đây là một cái nỗi buồn mà thật sự rằng là khá là buồn. Một trái mít nó gần 1 triệu, mọi người chúng ta cũng biết rồi, không phải bàn nữa hả mọi người. Bà con chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình là nó tan hoang luôn. Thế nên mình cũng hay góp ý với bà con chúng ta đó là trước cái giai đoạn mà làm bông làm trái á, mọi người chúng ta nên cắt cái đọt và hạ cái tàn xuống, hạ cái đọt xuống. Chúng ta không cần phải để đọt cao chằng vàng như thế kia, tại vì cái mít ruột đỏ sơ vàng này á, là nó mang trái là nó mang trên cành cấp, nên cành cấp nha bà con, cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì đó, nó không có mang trái nhiều ở trên cái đọt đâu nha bà con nha. Nó mang ở trên cành cấp, thế nên bà con chúng ta cố gắng là hạ cái tàn xuống, cắt cái đọt xuống, đừng có để nó cao quá, cao quá sau này gió nó đổ ngã đó bà con chúng ta. Cái vườn này nè, cái vườn này là rất là nhiều nhiều cây. Phải nói rằng trái thì khỏi phải bàn luôn, trái là quá trời quá đất luôn bà con chúng ta, anh em chúng ta thấy này. Thế nên hôm nay mình quay cái video này trong cái một cái cảm xúc cũng không biết nói gì hơn. Chủ vườn thì cũng khá là buồn chứ không phải là không buồn đâu, ảnh cũng cười cười vậy thôi. Mắt con cá là con cá sảy, là con cá to á, mà cái mít nào cái nấy là cả triệu bạn trái. Thì bà con chúng ta thấy này, tới được cắt hết rồi đó bà con. Trong vườn này cũng khá là nhiều, rất là nhiều cây bị tình trạng này, nên là quý vị bà con anh chị chúng ta cũng lưu ý ha. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng với mọi người đi tham quan một chút xíu. Hôm nay trời thực sự rằng nó cũng không có được đẹp trời, nên là ánh sáng mặt trời chúng ta thấy nó cũng không có ha. Còn trái mít thì bà con chúng ta thấy này, trái thì vườn này thì bà con chúng ta nhìn từ xa xa rằng là trái nó núp lá núp rất là nhiều, và tỷ lệ trái phải nói rằng là cao và đạt cái số ký. Thì bà con chúng ta thấy trái quá trời quá đất luôn, trái to trái và cái da của cái trái nó sáng trái này bà con. Đây đây là cái vườn mà Willow Farm cũng chăm sóc từ xưa giờ, để một số bà con anh chị em chúng ta có thể tham quan một chút xíu. Với cái thời tiết ngày hôm nay nó cũng không có được thuận lợi, nên là quay phim nó cũng hơi bị mờ mờ và ánh sáng nó không có được đẹp, thì mọi người anh chị chúng ta cũng thông cảm ha. Đó, đây mọi người chúng ta cũng thông cảm. Đây là cái vườn mít này là Willow Farm cũng chăm sóc và cũng hướng dẫn cho bà con của chúng ta, ngay cả là đầu lái, đầu thu mua thì mình cũng có ký hợp đồng với một vài cái đơn vị là mua mua xô luôn, là từ đây tới tháng chạp, từ đây giờ luôn tháng chạp chắc giá luôn là 85.000, 85.000 một ký là chắc giá từ đây tháng chạp luôn, là ký hợp đồng luôn. Thì cũng có bên mình cũng có nhiều cái đơn vị tham gia vào cái ngưỡng thu mua này. Nếu bà con chúng ta mà có cần các cái đơn vị như thế và chăm sóc theo cái quy trình của Willow Farm thì chúng ta ký hợp đồng chơi luôn, còn không thì cứ giá tới đâu thì quất tới đó. Nó cũng là một cái ước lượng cho bà con chúng ta tham khảo. Quý vị bà con chúng ta này, hôm nay là mọi người chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh này cũng khá là thú vị, mình cũng vui vì giá cả mít thị trường nó lên và giá này là đang là một trong những cái hot hot nhất thị trường mít. Thì nó thẳng luôn với bà con anh chị luôn là năm năm vừa rồi, năm trước và năm vừa rồi thì mít ruột đỏ cũng là một cái cây mà đáng để mà chúng ta đầu tư đó mọi người. Nhà mình cũng có vườn, mình thì lâu lâu mình cũng có review cái vườn nhà của mình, nhưng mình không có nói địa chỉ tại vì mình hay đi công tác xa, thế nên là xa nên là không có để địa chỉ ở nhà. Hôm nào có dịp thì mình sẽ mời má anh em thân thuộc là tới vườn mình chơi. Dạ hello Nhân Đặng nha. Đó, đây mọi người chúng ta thấy là ở trên cái video này đây không lựa cây nha anh em, có nghĩa là cây xấu cây đẹp gì mình cũng review quay hết cho mọi người chúng ta xem toàn bộ ở cái vườn này. Dạ đây mít này là mít ruột đỏ nha mọi người, mít ruột đỏ lá bầu. Thì trong cái vườn này vừa rồi là cũng cắt và hiện tại là đang 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 hợp đồng và giá một cái giá khá là ổn định từ đây tới tới Tết luôn, là giá hợp đồng với đơn vị thu mua là 85.000. Với là nhà vườn á, cũng biết rằng có những cái thời điểm nó lên là 90, 93, 94, nhưng mà chơi theo một kiểu ô lô xô. Đấy mọi người chúng ta thấy da cái trái mít này rất là đẹp, anh em bà con chúng ta có thể xem qua rất là đẹp. Cái này mình cũng phải nói đáng là tự hào là sản phẩm của Willow Farm. Thì ngoài ra thì ở đây nó cũng còn có mấy cây mít Thái thì cũng chăm sóc theo quy trình của Willow Farm, mà còn chúng ta thấy trái mít nó to tròn ha, dài. Anh em cũng thông cảm rằng là khi mình quay cái video này ha, mình cũng nói đi nói lại rồi, tại cái thời tiết nó hơi bất ổn chút xíu, là nắng mưa nó thất thường và đặc biệt là mới mưa xong nữa, mình cũng không thể nào chỉnh được cái ánh sáng nó tốt nhất cho mọi người chúng ta coi.
Đó, mọi người và quý vị, bà con, anh chị với các bạn chúng ta xem. À, nhờ mấy anh đến xem vườn mà lâu quá, 6 tháng hơn nữa chưa thấy. À, anh ở đâu anh? Kết nối và lại đi, kết nối lại với Willow Farm. Thì mọi người cũng thông cảm rằng có những cái chuyến công tác mình rất là nhiều vườn. Mình đi rất là nhiều vườn và cũng không có cái thời gian mà nghỉ ngơi luôn đó mọi người. Thế nên là nếu như mà một số anh chị em chúng ta mà chưa được các anh em kỹ thuật thì có thể là tương tác lại, kết nối lại để các bạn sắp xếp cái lịch nha mọi người nha. Anh chị em chúng ta có thể sắp xếp cái lịch. Thì cái phương pháp làm bông làm trái của Willow Farm là không sử dụng hóa chất. Cái này mình nói thẳng luôn, không sử dụng bạc lo. Thế nên là cái trái của mình á là cái mẫu trái dài nha. Cái mẫu trái của mình là mẫu trái dài, mẫu trái nặng ký. Không, mình không có sự hóa chất nên là quý vị anh chị các bạn có thể thấy rằng bộ lá tới hiện tại này, bộ lá này, bạc ngàn luôn, bộ lá là quá trời lá luôn anh em. Bà con chúng ta xem chơi ha. Dạ, cứ nói 3-4 lần rồi. Anh ở tỉnh nào vậy? Rồi mình cũng có một số anh chị em mà mình đang quay cái video này, cũng có một số bạn đang hỏi trên cái phiên live thì mình cũng xin trả lời. Nếu quý bà con của chúng ta cần về tư vấn kỹ thuật thì có thể kết nối lại với Willow Farm để các bạn chuyên viên tư vấn cùng hỗ trợ cho bà con chúng ta từ xa trước, rồi các anh em kỹ thuật sẽ ghé tư vấn thăm vườn cho bà con chúng ta. Cái lịch trình của tụi mình đi nó khá là nhiều, đi liên tục. Có những cái thời điểm là trời nó mưa như thế này nè mọi người. Mưa như thế này á là có nhiều khi á một ngày đi được có 2 vườn à. Tại vô cái vườn bên này cái nó mưa mất hay là phải ở chờ chờ rồi phải tạnh mưa thì mới ra vườn được. Tại đường ở miền Tây đi trời mưa nó cũng hơi khó khăn. Và có những cái vườn nó nằm ở trong cái ruộng ruộng xa đó. Thì quý vị anh chị các bạn cũng thông cảm. Nên là trong cái thời điểm này á mình đi vườn nó hơi bị khó khăn. Thực sự là khó khăn về cái di chuyển. Nó một ca một ngày á vô. Hello mọi người. Hello, hello anh chị em này, mọi người này. Mình cũng không biết nói gì hơn cho mọi người chúng ta, nhưng mà cái video này mình cố quay lại để nhấn mạnh cho mọi người chúng ta là trước khi á làm bông làm trái á là mọi người chúng ta nên cắt đọt, sửa tàn. Cái vườn này không kịp cắt đọt. Nó nhiều quá và một mình anh chủ vườn anh kham không nổi, có nghĩa rằng là nhiều quá và không có công làm nên có những khúc thì anh cắt, có những khúc thì không cắt nổi. Nên bây giờ chúng ta thấy nó ngã xuống như thế này rồi, mất một số tiền. Mọi người chúng ta thấy rằng là ở trên video mình có quay đó, một trái, hai trái, ba trái, bốn trái, bốn trái, năm trái là đang là năm trái này là mất cả 5 triệu bạc. Rất là đau ha, nó buồn nha mọi người, buồn chứ. Thế nên chúng ta cũng làm gì làm. Thì mọi người chúng ta nên hiểu cái tính chất của cây mít ruột đỏ chút xíu nha. Cây mít ruột đỏ là một cái cây ưa nắng. Mít ruột đỏ Indo lá bầu này là một cái cây ưa nắng và thích tạo giếng trời, thích có cái khoảng không gian. Thế nên là cái khoảng không gian nó trống ở chính giữa cái trái chúng ta, cây chúng ta nó lớn và lực lượng cành chúng ta nó lực. Và nó mang trái thì nó mang trái ở ngoài cành cấp nha mọi người, cành cấp 1, cành cấp 2 nó không có mang trái trên đọt đấy. Thế nên cái đọt của chúng ta để nó cạnh tranh dinh dưỡng. Cái thứ hai nữa là gió nó rất là dễ quật ngã. Giảm mít ruột đỏ Indo lá bầu nha mọi người nha. Thì quý vị anh chị các bạn chúng ta có thể xem qua một chút xíu là trái thì nó đang núp đứng ở ngoài à, bà con chúng ta không thấy đâu. Nếu ở bên ngoài mà chạy xe vô là không bao giờ biết được cái vườn này đang mang trái. Cái này nó thật luôn bà con. À, có nhiều anh em cũng hỏi mình là cái vườn này ở đâu tới tham quan, cái này mình cũng không có dám chỉ được. Tại vì thật ra là rất là nhạy cảm trong cái giai đoạn mà đang mang trái này. Chỉ cần mà mất một trái mít không là chủ vườn cũng đã khóc khóc thét rồi. Nên anh chị cũng thông cảm giùm em ha. Nếu mà một số anh chị em mà có hỏi mình thì mình cũng trả lời phớt qua rồi. Cần trả lời cần gì thì em có thể là tính sau nha, hỗ trợ sau. Còn hỏi về cái vị trí vườn thì em cũng ngại ngùng chia sẻ lắm. Thì đó là anh chị cũng thông cảm nha. Đây là cái giống mít mà ruột đỏ Indo. Ruột đỏ Indo lá bầu á mọi người. Đấy. Thì cái bà con chúng ta mà đã trồng rồi thế này bà con chúng ta cũng quan sát này cũng biết rồi. Còn những anh em nào chưa trồng á thì thôi thì cũng nhắc lại cho bà con chúng ta, đây là mít ruột đỏ Indo lá bầu.
Đây, giống này thì bên Willow Farm cũng cung cấp rồi, cả kỹ thuật, cả phân bón. Mọi người chúng ta nhìn cái bộ lá, lá này là bây giờ mình đang cho đi dìu nha bà con. Lá này là mình cho dìu cái lá ra và mình không cần phải chặn nữa, để tiếp tục cho cái phục vụ cho cái mùa vụ tiếp theo. Sau khi ăn trái xong là mình sẽ cho làm trái tiếp. Cây này là 32 tháng rồi nhận anh ruột nha. Cây này là để mình lộn, cây này là 26 tháng chứ. Tí nữa là hỏi là anh chủ vườn coi, mình có lộn không biết nữa. Cây này là 26 tháng. Cây này 26 tháng. 26 tháng là hơn 2 năm mấy đó. 2 năm mấy đó. Cây là anh trồng khá là lực lưỡng, vì trồng ở khoảng cách hồi xưa giờ là 4m nhân 4m này, cũng cắt đọt cũng đồ đó, nhưng mà đến khúc cắt không nổi nữa, nó to dữ quá rồi cắt không nổi nữa. Nhưng mọi người chúng ta thấy là trái thì nó mang trái là mang lên cành cấp nha anh em. Đây đi review để kiếm, thực ra là với những cái cây như thế này thì khá là đẹp rồi. Để kiếm có những cái cây nó xấu xấu, trái nó xấu xấu, quay cho bà con chúng ta xem nữa, kêu anh để anh diễn anh quay. Nãy giờ anh quay tặng là mấy cây có trái không, nhưng mà hoàn toàn là bây giờ nó đang có trái hết trơn rồi. Trái mà trái bự không à, mẫu trái này khỏi phải bàn luôn. Hello mọi người nha. Đây mẫu trái nè mọi người, mẫu trái này. Trời ơi. Quý vị anh chị các bạn xem tham khảo cho vui, cho mình biết rằng là trong mít ruột đỏ này á, nó trái nó vậy đó. Trời đất ơi, trái này mọi người. Chiến đấu. Anh em cứ thắc mắc gì á, có thể kết nối với Willow Farm để các bạn mà chuyên viên tư vấn cũng như là hỗ trợ cho bà con chúng ta. Đi vòng trở lại cây trái. Đây, mọi người. Em đi em quay hết cả clip, cả cây, cả đồ hết, quay từng cây luôn coi. Nó nằm ở đâu, quay từng cây cho mọi người chúng ta xem. Ngoài đây cũng có trái nữa, cây nó ngã vào bờ ruộng cũng trái nữa. Cái vườn này cắt ngọn rồi nha mọi người. Cái vườn này là có cắt ngọn rồi đó. Cái vườn này là có cắt ngọn rồi, nhưng mà đến cái giai đoạn vừa rồi á, nhát tay cắt không cắt nữa. Không kịp sao, anh kêu không kịp. Đến nỗi mà mọi người chúng ta thấy này, cái mít cả triệu con trái á, mà dây là ở quê em kêu là dây gì, dây này là kêu dây gì, dây cái lá gì này đó, nó bám vậy nè, trời đất ơi, nó bám luôn. Mà anh để bao xong từ này, chắc từ lúc mà ngày bao tới giờ là anh không có ra anh coi luôn nè mọi người, không có cái thời gian, không có thời gian. Có sử dụng cái sản phẩm của Willow Farm này, cái xô nuôi trái mít này lặt màn hình đó mọi người. Ra không? Rồi em đi ra đây đi quay review tiếp cho mọi người. Nó sử dụng sản phẩm của Willow Farm. Mít ruột đỏ Indo thì bây giờ giống nó cũng 70-80 ngàn, chuẩn giống của Willow Farm. Nó thẳng luôn là từ Willow Farm cung cấp thì nó chuẩn giống. Willow Farm thì có cây đầu dòng. Vô đây ngồi nói chuyện với anh em, review cho anh em chút xíu. Mọi người chúng ta cây trái. Cây này là hồi xưa giờ mình cũng sửa đọt sửa đồ á, mà đến một cái thời điểm nào á làm trái vừa rồi á, cắt không nổi nữa. Anh không có cắt nữa. Anh chị em chúng ta thấy mít bây giờ là người ta đã hỏi anh là mua xô luôn, giá 80 mấy ngàn, bán không. Hôm qua thì ký hợp đồng luôn, từ đây tới Tết, nói là từ đây tới Tết luôn đó bà con. Tháng chạp á. Mít ruột đỏ thì không nên trồng cây lửa nha anh em. Cái này tôi nói thiệt luôn nha. Một số bà con anh chị em chúng ta, cái video này là mình vừa quay mà chưa sẻ, có gì nhớ gì mình chia sẻ cái nấy nha. Lại trong cái video mình đang up lên YouTube á, thì có một số bạn mình đang livestream trên TikTok thì mình cũng nói luôn. Có một số bạn hỏi mình về cây lỡ thì tôi khuyên nha, một lời khuyên chân thành nha, đừng có trồng cây lỡ nha. Đây, cây lỡ nó có tàn đâu. Anh em về trồng cái mít ruột đỏ nó không có tàn đâu, nên đừng có trồng cây lỡ nó không có tàn. Về á, rồi chăm cái ngọn không thấy bà nậu luôn.
Cái này nói thiệt, anh em thẳng tính như vậy á, trời cho em thở một cái nha bà con. Anh em thẳng tính với nhau vậy á, dễ bà con hiểu nha. Rồi mình đi vòng vô đây thử coi, coi bên đây nó có cái gì không để quay cho anh em chúng ta xem luôn. Thì video này cũng review và tham quan, tham khảo. Không phải là đi để mọi người chúng ta thấy là mình có quay toàn bộ luôn hết vậy đó. Để kêu mấy công là anh em kêu quỷ diễn á, lựa cái cây đẹp, cây xấu vậy nó quay. Không, mình quay cho bà con chúng ta hết luôn, cho bà con chúng ta coi chơi, coi ngắm nghía rồi. Này, trái này, cho mọi người chúng ta thấy. Mẫu trái sáng dài sáng trái. Đấy, anh em chúng ta lướt qua một chút cái vườn, hoàn gần như là hoàn toàn hết mẫu trái vậy thì thôi chứ khỏi phải bàn nữa. Dạ, đừng có mua cây lỡ nha. Này, tại sao thì mình sẽ giải thích cho bà con chúng ta xem ha. Cây lỡ, anh em mua cái cây lỡ là nó lên cái ngọn chót vót nó cao lắm, mà cái tàn của nó là cái cành cái, cái cành để mang trái á, cái cành này này, cái cành mang trái này, đây cái cành này đó là nó nhỏ xíu à. Thế nên nó nhỏ xíu, nó đâu có đủ lực sau này nó mang trái, mà nó giọt cái ngọn lên nè mọi người. Giọt cái ngọn lên, ở trên ngọn đâu có trái khi khô đâu. Cái mít này nó vậy đó. Anh chị em chúng ta lưu ý này, trái trong thân rất là ít có nha. Cái thứ hai nữa, trên ngọn rất là ít có nha. Cái tiếp theo là chúng ta quan sát là trái nó mọc ở trên cành cái nha. Anh chị em nào đi mua cây mít lỡ về trồng thấy hơi phiêu quá nha. Trừ cái trường hợp mà chúng ta trồng mà được gọi là nhanh cấp tốc để gọi là gì, đền bù đồ này nọ đó. Đó, để cho quý vị anh chị các bạn chúng ta nắm. Nó không phải như mít Thái, thấy không mọi người, chúng ta thấy này, trái bành kỳ, trái bành. Đấy, hồi xưa giờ á, là cái vùng này nè, mình có review quay cho bà con chúng ta, mấy cái bông của mình làm là cái cuốn dài. Cuốn dài mấy anh em cứ kêu là phướng nha. Những ai đã trồng đã làm với Willow Farm rồi, mình Willow Farm thì không cần nhiều, mình cần chất lượng thôi. Bà con chúng ta làm ở đâu cũng được, làm đối với mình là mình tư vấn nó rõ ràng, cái nào hóa chất là hóa chất, cái nào hữu cơ là hữu cơ, nó rõ ràng. Và mình cũng Willow Farm cũng cung cấp cây giống, nhưng mà không nói thẳng với bà con luôn là về cây lỡ là bà con chúng ta trồng kinh tế là không nên mua. Đấy, cái này nó thiệt. Còn đối với cây mít Thái thì nó khác đó, riêng cái cây này bữa cắt xong mà cây này còn có một trái đây đó, review cho anh em chúng ta xem chút xíu nha mọi người. Đây đấy, anh mọi người chúng ta nhìn thấy này, là cái cây mít này nó mang trái đâu, nó mang trái thấy không, rõ ràng cành cấp không à. Đấy, cành cấp không à, là một cái cây ưa nắng nữa nha. Còn ở trên ngọn này mọi người, nó không mang, có muốn để nó cũng không có để. Ok chứ anh ruột, ok không mọi người? Cây mua cây giống á, cây giống này, nó thiệt với anh em nha, là cây giống á, tầm khoảng 6 lá đến là 12 lá là cỡ đó. Cây giống thấp, đừng có ham cây cao, không cần cây cao nha. Này lỡ anh em mua cây cao á, là cái cây mà nó cao á, nó có giọt lên không à, nó không có tàn đâu. Mua cái cây mà tầm 6 lá thôi, cái này nó thiệt. Này anh em với nhau, làm nghề với nhau, bà con với nhau, cũng mùa tôi cũng là nông dân mà, nhà mình cũng có trồng mà. Hồi xưa mình tôi trồng cái giống mít này nè, hồi xưa nói thiệt với bà con có không, hồi xưa mới trồng giống này nè, ai cũng chửi tôi điên hết á, kêu tôi làm chuyện ba láp ba xàm, không có ai đâu mà mua. Nên thiệt, trời ơi, mình trồng mà hàng xóm tự nhiên qua càm ràm, mà mình ghét nhất là mấy hàng xóm mà nhiều chuyện á, mẹ chuyện của mình nó cứ nó càm, nó nói qua nói lại, rồi nó nói cha nói mẹ nói tùm lum hết á, chi vậy. Thôi vậy nha anh em, lâu lâu rồi mình nói chuyện vậy thôi, chứ mình cũng không có ý gì ha. Rồi mình cũng không có ý gì, anh em bà con chúng ta cũng thông cảm trong cái câu chuyện mà mình chia sẻ thiệt tình. Quý vị bà con anh chị chúng ta mà cần về tư vấn kỹ thuật, cần về hỗ trợ gì hết á, cần về tư vấn, cần hỗ trợ á, thì quý vị bà con chúng ta có thể kết nối với Willow Farm để mà các bạn chuyên viên tư vấn cũng như là các anh chị em hỗ trợ cho bà con chúng ta nha. Các bạn ở trên công ty cũng hỗ trợ, và các bạn kỹ thuật công ty cũng hỗ trợ cho quý vị bà con. Trong cái quá trình mà làm video thì mình mệt quá, mình thở, mình quay review, mình thở, bà con cũng thông cảm nha bà con. Còn mình không có ý gì hết. Cách làm trái thì chúng ta sẽ bước vào cái giai đoạn tiếp theo. Thì giờ giai đoạn này làm trái này á, là nếu như làm trái thì bây giờ nó bước vào giai đoạn mùa thuận rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên kia nha bà con. Trời ơi, cái cầu này làm sao qua đây ông nội ơi. Mọi người ơi,